Temu. Temu là một cái tên, một nền tảng kiếm tiền online cực kỳ là hot, mới đổ bộ vào Việt Nam. Vậy rốt cuộc Temu là gì? Cách kiếm tiền từ Temu như thế nào? Có ngon như lời đồn hay không? Để tìm câu trả lời thì mình đã dành nhiều tiếng đồng hồ để mà tìm hiểu, cũng như là đăng ký trải nghiệm thử. Và mình sẽ chia sẻ cũng như là hướng dẫn lại cho các bạn trong video này nhé. Bắt đầu nào. Đầu tiên, Temu là gì? Thì đây, lướt qua thì các bạn cũng có thể thấy đây chính là một trang thương mại điện tử, không khác gì Tiki, Lazada hay là Shopee. Tuy nhiên, điểm mà khiến cho Temu trở nên sốt sồn sộn trong thời gian gần đây ấy, đó chính là việc Temu tung ra các chương trình quà tặng, các voucher giảm giá lớn, chính sách hoa hồng khủng và hàng loạt cơ hội kiếm tiền chưa từng có. Ngay bây giờ các bạn có thể bấm vào đường link ở phía dưới mô tả video để mà đăng ký tài khoản cũng như là tải ứng dụng Temu để mà trải nghiệm cũng như là khám phá thêm nha. Các bạn sẽ được nhận ngay 50.000 đồng tiền mặt và gói voucher lên đến 1.500.000. Wow. Đúng là rất nhiều quà tặng. Có vẻ như là Temu này đang muốn nuốt chửng các ông lớn như là Tiki, Shopee, Lazada luôn á. Vậy thì cách kiếm tiền từ Temu như thế nào? Tại sao nó lại hot như vậy? Thì đây, về cơ bản thì chúng ta sẽ có 4 cách để mà kiếm tiền ở trên Temu. Cách 1 đó chính là đăng ký tài khoản mới để mà được nhận ngay 50.000 tiền mặt, cộng gói voucher lên đến 1.500.000. Để nhận phần quà này thì các bạn chỉ cần đăng ký tài khoản qua link giới thiệu của ai đó đã sử dụng Temu. Các bạn có thể đăng ký qua link giới thiệu của mình có để ở phía dưới mô tả video nhé. Tuy nhiên thì cách 1 này chỉ là phần thưởng dành cho người mới thôi. Và cách tiếp theo mới là những cách kiếm tiền chính thức từ Temu nhé. Sẽ kiếm tiền không giới hạn. Cụ thể, cách thứ hai đó chính là mời bạn bè tải app Temu để mà được nhận tiền thưởng 150.000 cho mỗi một lượt mời tải app thành công. Và đồng thời các bạn sẽ được nhận tiền hoa hồng 10-30% đối với các đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi người do các bạn giới thiệu tải ứng dụng. Và cách kiếm tiền thứ ba đó chính là làm tiếp thị liên kết. Tức là các bạn sẽ lấy đường link các sản phẩm để mà chia sẻ, quảng bá. Khi mà có ai bấm vào đường link của bạn để mà vào Temu mua hàng thì các bạn sẽ được nhận hoa hồng từ 10% cho đến 30% giá trị đơn hàng. Cái này sẽ tùy vào sản phẩm, hoa hồng sẽ khác nhau nhé. Về phần này thì cũng giống như việc làm tiếp thị liên kết ở trên Shopee thôi, nhưng mà mình thấy là hoa hồng cao hơn rất nhiều so với việc làm tiếp thị liên kết ở trên Shopee. Và cách kiếm tiền thứ tư từ Temu đó chính là các bạn giới thiệu bạn bè đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết của Temu này. Các bạn sẽ được nhận tiền thưởng lên đến 350.000 khi mời được mỗi một người tham gia Meta Affiliate, tức là tham gia chương trình tiếp thị liên kết của Temu. Và đồng thời các bạn sẽ được hưởng 20% hoa hồng thứ cấp. Theo mình hiểu thì đây chính là hoa hồng từ các đơn hàng do người do bạn giới thiệu tiếp thị được, thì các bạn cũng được hưởng hoa hồng là như vậy. Về cơ bản, tóm tắt nhanh là như vậy. Còn bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết về từng bước đăng ký tham gia và kiếm tiền ở trên Temu nhé. Để mà đăng ký Temu, đầu tiên các bạn cứ bấm vào đường link ở phía dưới mô tả video nhé. Tức là các bạn đang xem video trên điện thoại thì các bạn chỉ cần bấm vào tiêu đề của video để mà mở nội dung mô tả ra. Và đây, link đăng ký Temu, các bạn bấm vào. Rồi đến bước này các bạn có thể xem qua hướng dẫn nhé. Ở đây sẽ bao gồm hai bước quan trọng để mà các bạn có thể nhận được phần thưởng. Trong đó bước đầu tiên các bạn hãy bấm vào nút đăng ký Meta nhận 50.000 tiền mặt này. Các bạn bấm vào đây để mà tiến hành đăng ký tài khoản. Rồi đến đây rồi các bạn nhấn vào bắt đầu kiếm tiền cùng nhau. Hoặc là nếu hiện ra thông báo này thì các bạn nhấn vào nhận ngay. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách nhập email hoặc số điện thoại. Hoặc là để đăng ký cho nhanh, các bạn có thể lựa chọn đăng ký bằng tài khoản Google hoặc là tài khoản Facebook luôn. Ví dụ mình sẽ đăng ký luôn bằng tài khoản Google cho nó tiện, cho nó nhanh. Chọn tài khoản Google. Tiếp tục. Tức là tài khoản Gmail ấy. Đó, như vậy là đã đăng ký tài khoản thành công. Và đó rồi, ok. Như vậy là các bạn đã đăng ký xong tài khoản và được nhận ngay 50.000 đây. Rồi tiếp theo các bạn hãy quay trở lại. Các bạn có thể quay trở lại. Các bạn có thể bấm vào đường link ở phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn sẽ tiến hành làm bước 2. Đó chính là bấm vào nút tải app Meta nhận voucher 1.500.000 đây. Đó, các bạn bấm vào nút này để mà tiến hành vào tải ứng dụng Meta lên điện thoại. Các bạn bấm vào cài đặt.
Ok, đã cài xong, các bạn tiến hành mở ứng dụng Meitu này ra. Rồi, các bạn cũng có thể tiếp tục với Google hoặc là tiếp tục với Facebook để mà lựa chọn đăng ký bằng tài khoản Google hoặc là Facebook luôn cho nó nhanh. Mình sẽ lựa chọn đăng ký bằng tài khoản Google. Ok, đã đăng ký tài khoản thành công. Và đây anh em nhé, mình đã nhận được rất nhiều voucher. Voucher 350.000, tiếp tục voucher 350, voucher 250, 250, 150, 150. Để mà xem chi tiết hơn, các bạn trở lại trang chủ, rồi các bạn vào mục bạn, rồi các bạn vào phần mã giảm giá và ưu đãi. Và đây mình đã nhận được tổng cộng 6 voucher: 250, 350, 150, 250, 350, xem thêm 150. Tổng cộng là 1.500.000. Và các bạn chú ý nhé, với voucher giảm giá 250.000 này chỉ áp dụng với đơn hàng trên 1.000.000 đồng, voucher 350 chỉ áp dụng với đơn hàng trên 1.200.000, voucher 150 áp dụng đơn hàng trên 600.000. Thời hạn sử dụng là đến 23:59 25 tháng 10. Như vậy là thời hạn sử dụng chỉ được 2 ngày, cho nên là các bạn tranh thủ sử dụng nhé. Nếu mà các bạn không sử dụng để hết hạn là không dùng được nữa đâu. Cho nên cần mua hàng gì thì các bạn tranh thủ sử dụng. Voucher giá trị khá là lớn cho nên là các bạn đừng bỏ qua. Cách sử dụng thì rất đơn giản thôi, các bạn cứ chọn mua hàng. Ví dụ đôi giày này chẳng hạn. Và các bạn sẽ đặt hàng như bình thường. Rồi các bạn sẽ tiến hành. Và đây đã up mã 250.000, tức là hệ thống đã tự động up voucher phù hợp vào cho đơn hàng của chúng ta. Với đôi giày giá hơn 1 triệu này, khi mà mình đã sử dụng voucher 250.000 này, bây giờ mình chỉ cần thanh toán số tiền là 807.000 đó. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi ok, đó chính là về cách đăng ký tài khoản, nhận thưởng cũng chính là cách kiếm tiền đầu tiên. Tuy nhiên thì đó chỉ là phần thưởng dành cho người mới mà thôi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn những cách kiếm tiền tiếp theo và những cách bây giờ. Nó mới là những cách kiếm tiền chính thức nhé, có thể kiếm tiền không giới hạn nhé. Rồi, cụ thể đó chính là chúng ta sẽ cần phải vào trang Affiliate của nền tảng này. Để mà vào thì ở trên ứng dụng các bạn sẽ nhập vào thanh tìm kiếm là Affiliate. Rồi các bạn nhấn tìm kiếm, sẽ lập tức mở ra trang Affiliate của Temu như thế này. Và toàn bộ số tiền các bạn kiếm được sẽ thấy tại đây nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ có một vài cách kiếm tiền như sau. Đầu tiên đó chính là mời bạn bè tải ứng dụng Temu để mà mua sắm. Tức là các bạn mà có người thân bạn bè ấy, các bạn có thể giới thiệu họ tải ứng dụng Temu để mà họ mua sắm sau này. Và các bạn sẽ được nhận thưởng hoa hồng là từ 10 đến 30% đối với các đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi người được các bạn giới thiệu tải ứng dụng. Và đồng thời các bạn sẽ được nhận tiền thưởng 150.000 đồng đối với mọi người giới thiệu tải ứng dụng lần đầu và đặt hàng. Đó. Các bạn nhấn chi tiết để mà xem chi tiết hơn. Có nghĩa là các bạn mà giới thiệu được ai đó tải ứng dụng Temu ấy, mà họ cài ứng dụng Temu vào điện thoại của họ rồi, sau đó trong vòng 30 ngày họ mà mua hàng ở trên Temu thì các bạn sẽ được chia hoa hồng là từ 10 đến 30%. Cụ thể là nếu họ mua hàng với số tiền dưới 1.250.000 thì các bạn sẽ được hoa hồng là 10%. Còn từ 1.250.000 đến 2.500.000 các bạn sẽ được hoa hồng 20%. Trên 2.500.000 các bạn sẽ được hoa hồng 30% đây. Rất là tuyệt vời. Các bạn cứ giới thiệu người ta tải ứng dụng thôi. Sau đó họ vào ứng dụng rồi, họ mua hàng thì các bạn sẽ có được tiền. Đó là tiền hoa hồng từ đơn hàng nhé. Và ngoài số tiền phần trăm hoa hồng này, các bạn sẽ còn được nhận thêm phần thưởng cố định là 150.000 đồng cho mỗi một lượt mời thành công. Nếu người mà do các bạn mời họ có một giao dịch mua đủ điều kiện, số tiền mà chúng ta nhận được ở đây ấy, không thể rút về ngay được đâu, mà nó sẽ thế này. Tiền thưởng sẽ chờ xử lý trong tài khoản của bạn sau khi người dùng ứng dụng mới có được trạng thái người dùng ứng dụng mới, không thể rút tiền cho đến khi người dùng ứng dụng mới thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện đầu tiên trên ứng dụng Temu. Nếu bất kỳ người dùng ứng dụng mới nào không thực hiện giao dịch mua đủ điều kiện trên ứng dụng Temu, tiền thưởng sẽ bị Temu hủy bỏ. Đó, các bạn lưu ý chỗ này. Người dùng mà các bạn giới thiệu được
họ cần phải thực hiện mua đủ điều kiện thì số tiền 150k này mới chính thức thuộc về các bạn. Như thế nào được gọi là giao dịch mua đủ điều kiện? Cái này mình có hỏi thì được biết là cần phải thực hiện mua một đơn hàng thành công có giá trị từ 230.000 trở lên. Còn người mà các bạn giới thiệu ấy, họ không thực hiện mua hàng trên 230.000 thì tiền thưởng các bạn nhận được sẽ bị hủy bỏ. Tóm lại các bạn cứ đọc kỹ phần quyền lợi động quyền này, các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Cứ mời bạn bè tải ứng dụng này thôi, sau đó họ mua hàng trong vòng 30 ngày thì các bạn sẽ có được hoa hồng. Tuy nhiên thì về cách này, chúng ta chỉ nhận được hoa hồng từ các đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ khi họ tải ứng dụng mà thôi. Do vậy, còn có một cách kiếm tiền tiếp theo, đó chính là chúng ta sẽ làm tiếp thị liên kết cho từng sản phẩm luôn. Các bạn vào phần chọn mặt hàng này. Cách kiếm tiền này thì rất đơn giản thôi. Ở đây các bạn có thể thấy rất nhiều sản phẩm phải không nào? Rất nhiều mặt hàng ở đây. Các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm muốn tiếp thị tại đây. Có thể lựa chọn theo danh mục, hoặc là các bạn muốn tìm một sản phẩm nào đó để mà tiếp thị thì các bạn sẽ gõ tìm kiếm tại đây. Đó. Còn về cách kiếm tiền ấy, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần bấm vào chia sẻ. Rồi chúng ta sẽ lấy đường link tiếp thị của sản phẩm này. Đường link đặt hàng đấy, các bạn bấm sao chép để mà sao chép lấy đường link đặt hàng. Hoặc là sao chép liên kết ở phía dưới này. Rồi các bạn sẽ đem đường link này đi chia sẻ thôi. Có thể là chia sẻ ở trên Facebook, ở trên YouTube hoặc là bất kỳ đâu có khách hàng của các bạn mà họ có thể bấm vào mua hàng. Khi có người bấm vào để mua hàng thì các bạn sẽ được chia hoa hồng tương ứng với số tiền mà có ghi sẵn tại đây. Vậy thì hoa hồng cụ thể sẽ được nhận bao nhiêu? Thì đây, mỗi sản phẩm đều ghi rõ số tiền hoa hồng đây. Ở phần màu đen đó chính là giá của sản phẩm. Còn phần màu cam ở đây chính là tiền hoa hồng các bạn sẽ nhận được. Ví dụ như là chiếc bóng đen này giá 58.000 và tiền hoa hồng là 17.000. Các bạn mà chia sẻ đường link này, cứ có mỗi một người vào mua sản phẩm này với giá 58.000, các bạn sẽ được nhận 17.000. Cứ như vậy mà kiếm thôi. Cứ bấm chia sẻ. Rồi các bạn sao chép đường link để mà chia sẻ thôi. Hoa hồng rất là cao nhá. Ví dụ như sản phẩm này, khởi động ô tô giá 831.000 mà tiền hoa hồng lên đến 249.000. Hoa hồng khá là khủng. Chia sẻ lên đâu có thể kiếm được nhiều đơn thì cái đó sẽ tùy vào chiến lược của mỗi người. Các bạn mà có fan lớn ở trên Facebook thì có thể là chia sẻ qua Facebook. Các bạn mà có kênh YouTube, có khán giả lớn thì các bạn có thể chia sẻ thông qua YouTube. Ở đâu cũng được hết, miễn là có người bấm vào link của các bạn để mua hàng thì sẽ các bạn sẽ được hoa hồng. Rồi, cách kiếm tiền thứ tư đó chính là giới thiệu bạn bè đăng ký tham gia chương trình tiếp thị liên kết của Metu này. Về phần này thì các bạn hãy vào phần mời đường link này. Và đây, với mỗi một người bạn các bạn mời thành công, các bạn sẽ được nhận tối đa lên đến 350.000 cộng với 20% hoa hồng thứ cấp trên thu nhập của các tiếp thị liên kết được mời của bạn trong vòng 60 ngày. Cụ thể hơn, các bạn có thể bấm vào chỗ chi tiết ở chỗ hướng dẫn lời mời này để mà vào xem. Và cụ thể, phần tiền thưởng lên đến 350.000 ấy sẽ tùy thuộc vào các bạn giới thiệu được những người mà họ có kênh TikTok, Instagram hay là YouTube có lượng người theo dõi bao nhiêu. Các bạn mà giới thiệu được những người mà có lượng người theo dõi càng lớn thì tiền thưởng các bạn sẽ càng nhiều. Đây, mốc người theo dõi tương ứng với số tiền thưởng các bạn sẽ nhận được đây. Đó. Ví dụ các bạn mà giới thiệu được một người làm YouTube, có kênh YouTube có từ 1.000 đến 10.000 đăng ký thì các bạn sẽ được nhận 120.000. Từng mốc theo dõi các bạn sẽ theo dõi tại đây nhé. Ngoài ra các bạn sẽ được nhận tiếp 20% hoa hồng thứ cấp. Các bạn bấm vào hoa hồng thứ cấp này để mà xem. Cụ thể đây, kiếm được 20% hoa hồng thứ cấp từ các tiếp thị liên kết mới, nhận hoa hồng thứ cấp 20% từ bất kỳ chi nhánh mới nào tham gia chương trình liên kết Temu bằng liên kết giới thiệu hoặc mã của bạn trong vòng 60 ngày đầu tiên kể từ khi họ đăng ký, v.v. đây. Theo mình hiểu thì có nghĩa là người mà do các bạn giới thiệu vào chương trình tiếp thị liên kết này, họ mà làm tiếp thị liên kết thì các bạn cũng sẽ được nhận 20% hoa hồng từ những đơn hàng mà người do các bạn giới thiệu làm tiếp thị liên kết bán được, kiểu vậy. Rồi, đó chính là về những cách kiếm tiền ở trên ứng dụng Temu đang rất là hot trong thời gian gần đây này. Nó chỉ là như vậy thôi, không có gì bí ẩn cả. Thì nếu để mà so sánh với chương trình tiếp thị liên kết của các trang thương mại điện tử khác như là Shopee chẳng hạn, thì mình công nhận là Temu này ngon hơn rất nhiều, hoa hồng cao hơn rất nhiều so với hoa hồng của Shopee, hoa hồng tiếp thị liên kết đấy. Và cũng có nhiều chương trình rất là hay mà Shopee cũng như là TikTok Shop đang không có. Vì vậy cũng có thể nói đây là một ứng dụng kiếm tiền khá là ngon dành cho những ai muốn làm tiếp thị liên kết
Rồi tiếp theo là về vấn đề rút tiền, là chỉ khi nào chúng ta kiếm được từ 500.000 trở lên là chúng ta mới được rút nhé. Còn dưới 500.000 thì chúng ta sẽ không rút được. Tức là min pay là 500.000, nó hơi cao một chút. Đó chính là một bất lợi của nền tảng này. Chứ không giống như Shopee kiếm được 5.000, 10.000 họ cũng thanh toán hết. Còn ứng dụng này bắt buộc phải kiếm trên 500.000 thì mới được rút về. Còn về cách rút đấy, các bạn vào mời đường link này, sau đó là thu nhập khả dụng đây, bấm vào rút tiền đây. Việc rút tiền chỉ có thể thực hiện khi số dư của bạn đạt đến 500.000, chia sẻ để kiếm tiền nhiều hơn đó, phải chấp nhận thôi. Rồi ok, video này mình xin tạm dừng tại đây. Nếu cảm thấy hữu ích thì các bạn đừng tiếc cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông bên cạnh chọn tất cả để không bỏ lỡ nhiều video bổ ích mới khác từ kênh Sơn Gym nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.